kéo rất là xa. Bây giờ là dùng chung thôi. Mấy hôm nay là khả năng là thêm một hai hôm nữa là người ta cắt điện, là ở đây là không có điện đâu. Cũng mong nếu như mà các bác mà hỗ trợ thêm ông gì thì cháu sẽ tiếp tục là nhận thêm cái phần đường dây điện nữa để Chặt sướng nhỉ, thế là chắc chắn luôn. Ôi, ông có cái chum cổ này ở đâu ra ông ơi? Cái chum này là chum 192 triệu. Tầm đấy. Chọn từ quan sát. Thế là rơi vào tầm 26 triệu đúng không? 26 triệu. Tổng là tầm 26 triệu. Là nguyên cửa. Có lạnh không? Được nhau 5 ly. Không đáng kể đâu. 5 ly thì không đáng kể. Không bao giờ là chuẩn chỉ là 100% được. Nó lạnh 1 2 ly thì cũng có thể là xử lý được. Nếu mà có chỗ còn hẳn một hai phần còn có nhỉ. Đi làm này có nhiều nhiều chỗ cũng gạch nhiều. Phải đục và khoét đi. Xin chào các bác. Nghiêm nào, nghiêm chào các bác đi. Cháu Nghiêm xin mến chào quý ông bà, cô bác và anh chị. Bạn Hương, bạn chào các bác này. Cháu Hương xin chào các ông các bà trên kênh của A Khương TV. Cháu Khương xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả mọi người lại tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Minh Cương TV. Các bác thân mến, hôm nay thì là một cái thước phim đầu tiên mà cháu Khương được đứng ở trong cái ngôi nhà hiện tại của hai ông cháu đã làm xong rồi. Được đứng ở đây chào các bác và được ghi hình cho các bác cùng xem. Bây giờ hiện tại cái ngôi nhà đã được hoàn thiện rồi. Còn hôm nay mục đích cháu Khương ra đây là ra đây thăm ông. Thứ hai là ra để cho em Hương là ra đây để đo cửa xem là cửa sẽ làm mất khoảng bao nhiêu tiền nữa, và để tính thêm phương án là sẽ lắp cửa gì cho hợp lý các bác. Thế hôm nay lên thì có em Nghiêm nữa đồng hành. Ui ôi, cái gì đấy, giật mình quá. Hiện tại thì ở chỗ trong kia thì ở cháu Khương thấy là họ đang diễn tập là bắn súng cái gì ấy ở trong ngoài kia. Giật cả mình các bác ạ. Diễn tập quân đội đấy. Diễn tập quân đội à? Đấy, bây giờ thì anh em chúng cháu sẽ vào công việc thôi các bác. Có thể là sẽ chúc các bác là một ngày mới vui vẻ quá nhé. Hiện tại thì cháu đang đứng ở nhà ông là có một cơn nắng rất là đẹp. Hiện tại mới có 9 giờ sáng thôi. Cũng nắng rất là đẹp rồi. Đấy, cũng mong sao là sau này khi mà làm xong là cái khu ông là cũng có ánh nắng như thế này rất là vui. Đợt vừa rồi thì khi mà bắt đầu tiến hành cái công trình làm nhà của hai ông cháu thì mưa rất là nhiều. Bây giờ ngôi nhà mới được như thế này quá ạ. Cũng gặp rất là nhiều vấn đề về thời tiết. Bây giờ thì đi vào đo cái nào trước em nhỉ? Em đo cửa chính trước. Đo cửa chính à? Anh Nghiêm. Đây. Đây đo dưới với trên trước thì đúng không? 2m1. Anh cho ra mép mép ngoài. Đây. Nghiêm hơi lùn nhỉ? Hơi lùn một tí. Được rồi anh ạ. Em phải để thấp ngắn ngắn thước ngắn ngắn một tí thì thấp xuống thì nó mới không đối với. Thế em tự xây được cũng chuẩn. Thì có máy bắn cốt mà. Dùng máy bắn cốt đấy. Có lạnh không? Lệch nhau 5 ly. Không đáng kể đâu. 5 ly thì không đáng kể rồi. Không bao giờ là chuẩn chỉ là 100% được. Nó lệch 1 2 ly thì có thể là xử lý được. Nếu mà có chỗ còn hẳn một hai phần còn có nhỉ. Có đi làm này có nhiều nhiều chỗ mạch nhiều ấy. Phải đục và khoét đi. Lấy cửa này thoáng nhỉ, nhà nhìn nó sáng. Ngày giờ cần bật điện đấy. Cửa to thoáng. Thì ở đây là thứ nhất là ông là không biết đi đâu mà kiếm tiền để nếu như mà mình không làm thoáng và không làm đủ ánh sáng thì sau này ông dùng điện rất là nhiều nên là tốn cái chi phí. Thiết kế là cái ngôi nhà sẽ rộng rãi và cửa phải làm to ra. Nó sẽ không bị tối ngôi nhà. Như bây giờ là cái ngôi nhà ở trong này là không có gọi là sáng rất là đẹp rồi. Đây trong này ánh sáng đầy đủ luôn.
Thế bây giờ cứ đo hết cái chỗ phần cửa xem là tính xem phương án là chỗ cửa này bây giờ phải làm mất là khoảng bao nhiêu tiền và cân đối lại cái số tiền đấy xem là có đủ để làm cửa không. Nếu như mà đủ thì tốt quá các bác ạ. Không đủ thì bắt buộc là phải làm cái cửa chính với lại cửa sổ thôi. Còn là cửa phòng với lại cửa đi nhà vệ sinh, nhà tắm thì phải để lại thôi. Bây giờ cái kinh phí cũng khá là hẹp. Bây giờ còn chưa gặp anh Chiêu để thanh toán hết cái số tiền vật liệu như thế nào nữa. Nhà này bây giờ còn lắp cửa xong là còn thêm sơn vào nữa thì quá là ok rồi. Thường là có bao giờ đi đo một kiểu xong lại ghi một kiểu khác về nhà làm nhầm không em? Có chứ anh. Bị mấy cái rồi đấy. Bị mấy lần rồi. Sao không đo đo máy ô thoáng này luôn đi. Ô thoáng này cũng phải lắp cửa ấy. Có chứ. Lắp kính để không sương mù vào chứ. Nhà ông mùa đông ở đây sương mù nhiều lắm. Ở đây cho một bộ bàn ghế vào đây nữa ngồi uống nước nhỉ? Vâng. Cái bàn thờ thì khả năng là sẽ lấy cái bàn thờ treo thôi. Đúng rồi, bàn thờ treo thì nhìn nó gọn đấy. Gọn. Rất là gọn luôn. Bây giờ để mà lấy tủ kia thì nhìn nó xấu. Đúng rồi. Nó mất không gian nữa. Treo ở đây thì mình có thể là để một bộ bàn ghế ở đây uống nước nó thoải mái. Vâng. Lúc bữa cơm sinh hoạt hàng ngày là ở đây luôn. Nhà mà có phòng khách rộng là nhìn nó sướng. Nhìn nhà này là quá rộng rồi. Cái đấy ông kệ để đấy đi, mấy nữa để bắn máy. Đây bây giờ còn là cái máy trước kia nữa. Đừng có dịch chuyển nó nhiều, dịch chuyển nó nhiều là nó méo hết, sau này là nó không khít đâu. Mấy nữa bắn nó không khít đâu. Nó méo là mày nữa bắn không khít là mưa bị dột đấy. Cửa này á? Vâng. Cứ đo đi. Cứ đo. Cứ đo xem thế nào. Cứ đo xong mà nếu như mà không ấy được thì cứ kệ nó. Cứ đo để đấy xem như nào. Về cân đối lại xem. Cái này thì hầu như là không có nhà nào làm đâu đúng không? Cửa này. Vâng. Nó làm thì hay hơn. Chung là thợ xây mà làm chuẩn thì cứ thái mày làm cửa nó cũng như thái này. Thế có vẻ là thấy em đo thì anh thấy cửa cũng rất là chuẩn. Này cho vào đây đi. Bê để vào trong này đi. Ôi, ở đây là nhiều nước này. Bây giờ còn thiếu cái vòi này còn chưa có này. Còn chưa lắp được này. Lắp cái vòi kéo từ trên tech xuống anh ấy. Bây giờ mình phải lắp hết ống nước xong là bắt đầu lắp cách ở trên kia xuống để kéo nước xuống.
bàn thái này. Chặt sướng nhỉ. Thế là chắc chắn luôn. Ôi ông có cái chum cổ này ở đâu ra ông ơi? Cái chum này. Chum này là chum chum đất đấy. Nung bằng đất đấy. Để cái bàn ở đây hợp lý đấy. Mát nhỉ. Nên lúc à nấu nướng xong em mở cái cánh cửa này ra thôi. Cái này để xuống cái kia đi. Ôi bỏ nó ra ra. Cái này ông mang đi đâu? Mát thế. Đấy. Cháu. Được không? Bây giờ là mới đầu như này là mình cứ thả nước vào cho cái bể phốt nó đầy đó, tràn ra ngoài đó, xong rồi bắt đầu vào trong đấy vệ sinh là nó sẽ không không bị bốc mùi à? Không, nó không cái gì nhỉ? Nó sẽ tan hết đi. À. Không phân nó. Phân không nó... à sao này phân nó bị khô thành cục nó, ở dưới đấy không, đúng không? Đúng rồi, nó có thành cục nữa. Nó bị lắng. Này dính khá là nhiều này. Nhà ông gì thì cái gì thiếu chứ nước không thiếu bao giờ anh nhỉ? Nước thì đầy đủ luôn. Nước tràn trề luôn. Nhà anh còn chưa có bếp ấy. Mà nhà ông bây giờ đầy đủ luôn rồi. Nói chung là cái chỗ bếp mà có cái bàn rửa như này là quá là đẹp nhỉ. Nồi nướng nó thoải mái, nó thoáng. May là cái này là cũng dính nó dế kỵ ra. Cái này chắc phải lấy cái cọ nồi ấy. Cọ dế này. Chả biết có bị xước không? Xước đấy. Xước nó bị dỉ ấy. Em nghĩ là không xước đâu bởi vì cái này nó là inox mà. Trong veo luôn. Nước này vẫn chưa dẫn được từ đầu nguồn xuống anh nhỉ? Đầu nguồn rồi đấy. Đầu nguồn nhỉ? Chứ là đầu nguồn thì nó xa lắm, nó ở dưới giữa cái kia thôi. Vâng, dưới nguồn. Đầu nguồn nó còn xa nữa. Tít trên đỉnh đèo gió kia cơ. Cái này dọn dần đi thôi ông nhỉ? Hót hót mấy cái này đi. Cho nó bằng phẳng hết đây. Nào, thế nha. Cái này phải dọn sạch đi hết. Hả? Đấy, thế mà đấy cho đất vào đi, cái này toàn rác rồi. Bây giờ hất xuống dưới kia xong à, đốt đi. Này còn, bây giờ còn máy bao xi nhỉ? Chỗ này là còn phải đổ thêm, ui, kiếp, toàn giật mình rồi. Ông đây nhặt mấy cái túi bóng này đi, xong rồi để cháu hót xong rồi cháu đốt, phải đốt lại. Em Hương em đo tổng thể đi. Đo tổng thể xong là tí tính sơ qua xem là khoảng bao nhiêu tiền. Thang không có thang đâu ở đây ấy. Này là chắc là khả năng là anh em mình phải hỗ trợ ông là đổ nốt thêm cái chỗ này thôi nhờ. Vâng. Dọn dần thôi. Chôn đâu? Kia, đổ lấp vào cái chỗ ống kia đi. Ông lấy cho cháu một cái vỏ bao đi, xong rồi cháu hót vào đấy. Cái này cái ống nước này nhá, ông lấp vào xong ông
lấy que hay là cái gì chọc cho nó đất nó xuống dưới cái ống nhá. Không là sau này mình giấm ở trên đấy, nó chặt xuống là nó bị vỡ cái ống kia là thay nó khó lắm. Hoặc là ông bỏ đất vào, ông lấy nước kia kìa. Cái nước ống nước này cho vào là nó sẽ tự nó xuống, không phải chọc. Cái ống này rất là nhạy cảm. Đâu cái bao đó? Cái bao này ông để đâu à? Đây này. Không nên. Hả? Không nên. À, không nên. Cái này mà. Đi vào đây. Đấy, chúc cho chú. Xem cái nào đốt được là đốt đi. Cái này cái nào không đốt được vậy đi. Đốt được thì đốt. Đỡ ô nhiễm môi trường. Nào không? Khá là nóng. Mà lạnh cũng cực kỳ là lạnh ở đây. Đúng là cái thời tiết này không thể nói trước được điều gì. Lấy cái hồn đấy. Mà khi ruồn do nó cũng ôi cái lọ keo này còn nấy này. Sao lại rơi ra đây rồi? Cất đi. Còn dùng nhá. Cất đi xong là ống này còn chưa dán xong đâu. Xem nước nó thoát sang bên này nó có bị ấy không? Nào. Ông. Đổ vào đây mày nước chôn cái ống. Đây đây. Đó. 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 Mày kia nước ở đây. Một toàn rác này, đổ vào đấy nó có thua không? Để mai kia trồng gừng. Trồng gừng. Thế để gọn vào một chỗ đi. Đấy. Cái này đốt đi. Nào ông tận dụng được ông cất gọn nhá, không là cháu đốt hết luôn đấy. Nó đỡ bị bẩn. Cái này còn lấy không? Gom gom cái này xong đốt đi. Ông gom đi để cháu đốt cho. Bây giờ chưa làm đo tính ra tiền chưa? Tính được tiền chưa? Cái cửa chính này nếu mà tính cường lực luôn nhé. Khung khung nhôm nhưng mà kính cường lực. Xem là xem bao nhiêu tiền. Vì cửa này là nếu như mà làm cửa xếp ấy, nó kéo nó sẽ không lâu là nó bị hỏng, với cả nó không kín. Ở đây là cô tài trợ ở bên Mỹ thì cô có dặn là làm thế nào để kín nhất cho hai ông cháu. Nếu như mà mùa kể cả mùa đông là khép cái cửa này lại là không thể nào là sương mù vào trong được. Để tính sơ qua trước đã, nếu như mà cân đối cái tài chính xem thế nào. Ok rồi sẽ chốt để tiến hành làm cho hai ông cháu có cửa và mang đổ dần sang cái nhà mới thôi. Gạch này thì bây giờ cũng tương đối là đang bẩn, chưa lau qua được. Bây giờ phải lau qua và nếu như mà sơn nữa thì màu quá là đẹp, quá là hợp với cái chân tường nữa.
đằng sau này thăm ngôi nhà một chút rồi, tại vì làm xong thì cũng chưa ghi hình được cho các bác cùng xem. Cái đường chỉ ở đây thì nếu như mà sau này sơn là nó sẽ có hai màu, và một màu cái đường chỉ nó riêng, mà một màu cái chỗ như này là nó sẽ rất là nổi bật. Ở đây là những cái cây sắt mà đang chờ để làm mái sắt hộp. Đâu nè, nếu ở hoa hồng anh nhìn phẳng lư luôn quá. Đằng sau này thì không thể nào mà nước mà ngập đến chân tường rồi. Đợt trước là cái móng là làm rất là cao, bây giờ cái chân móng này là sẽ làm cái chỗ để mà ngăn nước luôn, thì nó sẽ chảy từ đầu này sang đầu kia luôn các bác ạ. Thì ông cũng có xếp ván những cái ván cốt pha cú là sang đây để cho nó gọn. Chỗ này anh em thợ quên hay sao mà vẫn chưa có cho vữa vào này. Đây là cái ống nước. Sau này dần ống nước từ trên kia xuống là anh em thợ là để chờ một ống như này. Có thể là sẽ lấy cây vầu về gác từ trên kia xuống đây để khi mà nước qua đây nó sẽ không bị trùng xuống như này quá. Ống nước này là sẽ ống dẫn chính là đi vào trong nhà, để cung cấp toàn bộ cái thiết bị vệ sinh ở trong nhà luôn. Ui giời. Diễn tập nguy hiểm quá. Lâu lâu mới nổ cho cái không là giật cả mình luôn. Cái khu cho ông là một cái khu là view rất là đẹp. Ở bên kia là họ cũng có làm một cái khu là diễn tập này các bác. Cháu có thể dùng cho các bác cùng xem là cái trồng cây mới này bên kia. Cái khu mà họ đối diện với cả nhà của ông gì luôn. Nào gom vào đây, đốt hết đi. Xem cái có bật lửa chưa? Có rồi. Thế nào tận dụng được lấy thì lấy, không tận dụng được thì đốt hết đi. Không là ông để không biết gọn là nó sẽ bị bẩn. Cái bật này mang đi giặt lại, mình nữa còn dùng. Cái này cháu chọn hết rồi. Để ít thôi, cần gì lấy nhiều đâu. Ông rất là tiếc của. Nhưng cái này thì lấy làm gì ông? Cái này làm bạt à? Cái thế cái này ông bây giờ ông phải mang ngâm nước ấy. Ui, cái bẫy chuột này. Còn mang đi bẫy chuột đi. Ô mấy cây su su đấy kia lên nhanh nhỉ? Lên nhanh này, chuẩn bị làm dao à, làm dàn su su được đấy ông nhỉ? Đây nó lấy phân con lẩn về đấy. Cái đấy tưởng ông mang đi ngâm nước luôn chứ? Hay là không cần ngâm? Đây không, trồng gừng không cần. Trồng gừng không cần đâu nhỉ? Mấy cái này đốt hết đi. Cái bạt này thì tí giặt luôn nhỉ? Vâng. Khu này bây giờ còn phải đổ thêm chỗ này nữa này. Chỗ này còn chắc phải tầm 4 bao mới đủ. Bây giờ hiện tại xi măng là còn đúng 1, 2, 3, 4, 5 bao nữa. 5 bao nữa thôi. Chỉ đủ, chắc là đủ chỗ này. Và cái chỗ đường đi này thì cũng chưa có xi măng để mà làm đâu. Mới cao ngày ạ? Đúng ạ. Ừ. Từ từ hắn đốt tí về hắn đốt sau nhỉ. Mùi quá. Ám. Nóng. Cháu để đấy cho nha.
Bây giờ là chè là hôm nào ông cũng đun nước để như này luôn các bác ạ. Sau này phải mua cho ông một bộ ấm chén để pha nước. Hôm nay có vẻ là không, nước chè nó không được đặc lắm. À, đây là chè chè lá thôi. Chè lá thôi. Tiếp cho dân mình thôi. Bắn cho cái là cái chỗ con chim là nó bay tán loạn luôn. Ơi. Bên cửa. Đúng rồi, hoa sát thì sen hoa thì mỗi cửa sổ nó là có 4 cái đúng không? 4 cái. Đã tổng là bao nhiêu nào? 24.334. Tính cửa này chưa? Tính hết rồi. Cửa này là đây, cửa tính cửa này. Cửa này số đo nó chỉ là 2 m hơi cao hơn 2 m 13. Em sẽ để cho anh cửa làm cửa máu như này. Cửa hai cái. Cửa này làm cường lực đấy. Vâng. Anh kể cả ai phá nó cũng không vỡ ra. Em làm cái kính hai lớp. Kiểu có đợt ra nó có chỉ có vỡ nứt thôi chứ đúng rồi. Không rời ra được. Đúng rồi, đúng rồi. Đang tính là thế. Vâng. Nhưng mà nếu như mà có bị làm sao có thay được không? Được anh ạ. Được đúng không? Vâng. Ừ, nếu như mà nó không vỡ toang ra thì không vỡ toang ra được, kiểu cửa sổ các kiểu là em làm kính hai lớp hết. Ok. Không cửa này thì là cô có dặn với anh rồi thì cửa này là mình làm cửa hai cánh là không mở ra ngoài mà nó lùa nhau á. Hai cánh lùa á. Không lùa được anh ạ. Không lùa được á? Vâng, lùa lại mất một cây ở dưới này. Không lùa được. Nó chỉ cần hai cánh mở như này thôi. Hai cánh mở á? Vâng. Lùa như kiểu nhà em ấy. Nhà cháu lùa thì là ở cửa sổ đúng không? Nhà em. Ừ, cửa sổ ấy, cửa sổ. Cửa sổ làm cửa lùa ấy thì. Ừ, cửa lùa. Nhưng mà cửa chính này không lùa. Cửa được. Chính thì không lùa, cửa chính mà. Là không lùa đâu. Làm cửa ấy thôi. Cửa sổ cửa lùa được anh ạ. Ừ. Còn là cửa chính này làm cửa hai cánh. Còn cửa sổ lùa được, còn là nếu mà cửa chính không lùa được. Còn là cái cửa ở chỗ bếp kia thì anh nghĩ là làm cửa sắt nhỉ. Nó đỡ tốn hơn. Vâng. Cửa tôn Huỳnh ấy. Mình làm bớt đi được mấy trăm. Đúng rồi, bớt đi nói chung là bớt được phần nào hai phần đấy. Thì bên kia là không cũng không quan trọng là phải làm cửa ấy đâu. Mình làm cái cửa sắt kia là mình mở ra bên kia nhé, không lắp mở ra bên này đâu, nhìn nó xấu. Cửa đây anh. Đúng rồi, mở sang bên kia. Đây là làm thêm sen hoa vào nữa, là 4 cái sen hoa. Em tính sen hoa chưa? Chưa tính nữa. Sen hoa thì chắc cũng ít thôi. Thôi sen hoa thì chắc không đáng bao nhiêu đâu. Chỗ là cửa chính thôi, cửa chính mới là mấy cửa phòng đó. Ừ. Mình nhôm nó đắt anh ạ, em nhân 1.4 triệu. 1 mét vuông. Cái này thì nói thật với em thì bằng giá ấy không? Ừ. Em lấy bằng giá của em đi làm ở ngoài. Nói chung là anh nói thật với em thì bọn anh đi làm cái chương trình như thế này thì hỗ trợ của các bác. Đây là nếu như em xem là cái chỗ nào cái giá nào hợp lý nhất thì là cân đối và coi như là giúp cho ông thôi. Để làm sao cho nó đôi bên vừa giúp ông vừa là mình có công việc làm. Đây 2.192.000 nữa, lấy 2 triệu. Ừ, tầm đấy. Tròn. Được hóa sát. Thế là rơi vào tầm 26 triệu đúng không? 26 triệu. Tổng là tầm 26 triệu là nguyên cửa. Bây giờ là phải về báo lại với cô kia nữa. Vâng. Rồi em ai xem qua nào. Cái này là cao 2m1 à? Vâng. Đây cửa. 2m13. Đây 2m13. Đây là cửa gì đấy? Cửa chính á. Em trước em học hết lớp mấy đấy? Học hết 12 không? Em đi đại học về đấy. Đại học về mà đây này chính tả của em này. Sai rồi, cái này là sai rồi nhá. Làm gì cửa chính như này được? Đâu không cửa chính như này. Cửa chính chữ H chứ có phải chữ G đâu. Đây để anh biết cho khổ lắm đây. Bảo đi đại học về. Cửa chính nó phải như này. Sao lại này. Hiểu được đúng không? Đấy là không quan trọng hóa đúng không? Miễn là mình nhớ được cái cửa chính là sai chính tả rồi. Cái này là cao là tổng là 2m13. Rộng là 2m10 đúng không? Vâng. 2m10. Nên là nhân lên là được là bao nhiêu mét vuông? Được 4,3 vuông. 4,3 vuông à. Đấy là những cái ô cửa đấy đúng không? Cửa sổ đấy đó. Cái này sao? Cái này cái gì? Cái
cửa mấy cái chỗ ô thoáng đấy, đo rồi chứ. Đo cổng hết vào đây rồi đúng không? Chưa cộng. Chưa cộng à? Cái chỗ này thì thôi em cứ xem nào làm hỗ trợ anh phần hỗ trợ đấy, vì mấy cái bé bé này. Không, cái nào cũng ra cái đấy thôi, nhưng mà em để giá cả hợp lý là được. Em đi làm cũng phải có công chứ, không đi làm cái nào xem những cái nhỏ nhỏ thì coi như là em hỗ trợ được thì càng tốt, những cái kia là cũng khá là tốn kém ấy. Em cứ xem cân đối, nếu như mà nhôm thì nếu như bà bằng cây hoặc là cái gì mà làm được thì có thể là mình tự làm được thì có thể là hỗ trợ được. Cái này là em cũng phải đi mua về đúng không, phải nhập về thì mới ấy được. Tổng là bây giờ hiện tại là số tính sơ qua là tầm 26 đến 27 triệu mấy cái ô thoáng kia nữa. Đấy cũng trước là anh cũng nghĩ rồi, cô bảo là làm bằng cái gì nhỉ, cái cửa gì nhỉ, nhưng mà làm rất là khó. Thứ nhất là ở trên này mình không có, làm rất là khó. Nếu cửa như mà làm cửa thép kia gì anh? Đấy, cái gì nhỉ, làm bằng không phải cửa gì? Mica này nhựa. Mica sáng ấy, nhìn nó xấu. Ở đây thì không có nữa đúng không? Không có. Không, bây giờ nếu như mà làm thì cũng được thôi, nhưng mà phải đi xuống Hà Nội để đặt từng cái một rất là khó khăn. Nên là anh nghĩ là nếu như mà có cái phương án nào mà hợp lý nhất thì chỉ có là làm cửa cường lực. Nhôm hệ, nhôm này là nhôm hệ mà. Nhôm hệ nhưng mà kính là kính cường lực, kể cả ai nó ra nó phá thì không bao giờ nó phá là vào bên trong được, chỉ có vỡ thôi. Vỡ nhưng mà vỡ nó không thành từng mảnh một. Nhưng mà nó chỉ gọi là bị nứt thôi. Nứt thôi đúng không? Vâng. Thế bây giờ là cứ tính sơ qua như này xong là để xem là về anh xem như nào, anh bảo em để xem là tình hình như nào đó, là xem là cái số hiện tại là thôi cứ báo là 27 triệu nhá. 27 triệu để anh hỏi xem là cô xem thế nào, nếu như mà ok là chốt là em sẽ em sẽ hộ anh làm mấy cửa đấy như thế nhá. Bây giờ trước mắt là thế thôi, còn hôm nay cũng mời em xuống đây là thứ nhất là cũng thấy em theo công trình khá là nhiều, anh cũng có quan sát những cái công trình mà em từng làm rồi, anh thấy rất là ok. Thì cũng mong là em sẽ làm sao để cho thứ nhất là cho các bác là tin tưởng, thứ hai là có thể là mình ra đây để làm một hai nhà cái nhà xong người ta nhìn ra nhà ông gì thấy đẹp người ta lại quảng cáo thêm là đi chỗ khác làm nữa. Thì em đi làm công trình này lâu chưa, làm những cái công trình nhôm kính này lâu chưa? Em từ lúc đi học việc mà cũng phải được chục năm rồi. Thì cũng lâu phết đấy nhỉ. Vâng. Mấy gia đình đi qua nhìn thấy ngôi nhà của em cũng khá là đẹp. Anh nghĩ là chỉ có là đi làm kiếm ra tiền đấy. Được sau này anh thất nghiệp cho anh đi theo với nhỉ. Được. Đấy, thôi cứ cái này em phải mang về chứ đúng không? Có chứ, em phải mang về chứ. Cho anh xem qua tí xem anh hiểu. Anh cứ thông đấy, qua. Bạn ấy thì cũng sai chính tả nhiều lắm đây. Nhắc chính là EG chứ hát chứ không phải là G đâu. Bạn vào học đại học rồi, chắc là đại học buôn ba thôi nhỉ. Ôi, vừa rồi em đốt rác chưa? Khói quá. Đấy, anh bảo rồi là từ từ hắn đốt. Phải tối cơ nhỉ, tối ông không ai ở thì mới đốt. Ôi, công nhận là ở trong nhà này mát nhỉ. Ở bên ngoài rất là nóng nhưng mà khi mà ngồi vào trong nhà này rất là mát. Thật sự là tôn xốp này cũng tốt đấy. Nó chóng nóng. Bên bếp thì không nên lắp tôn nhôm, cái gì nhỉ? Tôn xốp ấy. Nên là lắp bằng cái pro kia là nhìn nó nóng hơn một chút. Nhưng mà nó sẽ được lâu hơn. Cái này mày nữa bắn mái xong còn mát hơn nữa. Bắn mái xong rồi trồng thêm một hàng cây cảnh nữa cho. À, bây giờ đi khi nào mà ấy xong thì trồng một hàng cây dương xỉ ở đây. Nhà ông cây dương xỉ rất là nhiều. Ôi dồi, nhìn nó đẹp lắm. Với lại thời tiết đây nó hợp. Hợp, cây dương xỉ là đẹp này. Trồng theo ven đường đi lên cũng được rồi. Khi mà các bác mà lên đây mà thăm có cái hàng cây như em thế. Em nghĩ là có được cây mận hay cây gì trồng nó hay hơn ấy. Ý là những cái này. Không, những cái cây đấy gọi là làm cảnh để che mát thôi, còn những cây ăn quả thì mình trồng xuống dưới kia cũng được. Đây đất thì rộng bao la luôn. Thế là mấy hôm nay hôm trước là sửa cái nhà thì có ở trong đấy có an toàn không? Không an toàn mấy. Không an toàn mấy à?
nhưng mà không an toàn mấy thì ông xem là bây giờ cũng phải cái nhà thì cả đời mình làm được cái như này cũng phải chọn cái đẹp để mới lên nhà được. Ông xem là chỗ nào cần chống thì chống lại để ở đấy cho an toàn nhé, không là nó phải sập xuống như đợt cái trận mưa đá hôm nọ đi qua được và không sao là ông yên tâm. Không, đợt đấy chả hỏng à? Không. Đợt đấy chả bay hết mái à? Vâng. Thế là ông xem là chỗ nào chống lại thì ông chống lại cho nó an toàn để ông ngủ cho yên giấc. Vâng. Không là nguy hiểm quá. Bây giờ ngôi nhà là phải chọn được ngày lành tháng tốt thì mình mới vào nhà mới để ở. Vâng. Có thể là sau này quyết là lấy vợ về còn làm ăn nữa chứ không phải là mối đời của ông đâu, còn đời chủ yếu là đời quyết thôi. Vâng. Ông thì bây giờ cũng khá là lớn tuổi rồi, sau này quyết về lấy vợ về còn làm ăn nữa nên là phải chọn được ngày đẹp thì mới vào được. Bây giờ là tình hình là như thế thôi ông ạ. Bây giờ bạn này sẽ ra để làm cửa. Bây giờ là đo cái số cửa này là như nào thì về là cân đối làm sao ok là sẽ lắp cửa cho ông khoảng một tuần nữa thì bây giờ làm thì khoảng bao lâu thì xong nếu cái chỗ một tuần anh ạ. Một tuần đúng không? Vâng. Một tuần mới được lắp đúng không? Lắp thì nhanh, em lắp chắc trong vòng ngày hơn ngày là em xong. Quan trọng là cái chỗ ở nhà làm thôi đúng không? Vâng, được không ở nhà thôi. Hôm nay có ai ra để phá phách gì không ông ở đấy? Tình hình vừa qua thì thấy trộm cắp ra liên tục này, cháu cũng hiểm quá. Một yeah. mình bây giờ thợ về nữa, ông một mình ở đây nữa. Yeah. Có ai ra phá phách gì không? Có, cũng có đấy. Thì có á? Vâng, mấy anh em thì cứ mò về. Như cái lá thì nó không ai giàu được hết. Ai mò về? Có biết ai mò không? Không biết. Không biết thấy người. Không thấy người chứ. Còn là đứa con của mình thì nó không... Ông để cái này cao thì cũng mới thơm được. Đấy. Nhưng đứa con của mình thì nó không phá thì nó về đòi cái cân lần để lấy đi nuôi thì chú thì bảo là không cho được rồi thì bán cho cháu Khương rồi bây giờ con lần thì nó giao cho cháu Khương quản lý rồi không phải của bố nữa rồi à, bảo thế thôi. Con gái đấy à, con gái ông à? Vâng. Lại ra à? Vâng. Mẹ của Quyết đây đúng không? Vâng, mẹ Quyết đây. À, lại ra đây để đòi ông lấy lợn á? Vâng. Về lấy được chú thì bảo là ô đây là cho Khương hết rồi, bán cho Khương hết thì nó cho Khương quản lý, nếu mà thích lấy thì làm dũng làm giết thì nó hỏi Khương. Thế là Khương. là cũng ra là đòi lợn là ông bảo là bán cho cháu hết rồi đúng không? Vâng. Đấy, đợt vừa rồi thì cháu cũng có dặn ông rồi, nếu như mà cứ đòi như thế thì ông cứ bảo là bán cho cháu hết đi, xong đỡ phải cằn nhằn với ông. Vâng. Tại vì là bà ấy là cũng kiểu là không biết là như nào, gia đình không biết là như nào, nhưng mà thấy ông có đàn lợn như thế là cứ ra quậy phá đòi lấy con lợn đấy. Bây giờ là xong là ông bảo là của cháu hết rồi, bà làm nào, bà ở đây không hay là đi về? Đi về à? Đi về rồi đúng không? Hôm qua à? Hay là hôm kia? Hôm qua Ôi dồi, đúng là mặt dày thật đấy. Bây giờ thì thực ra thì là nếu như mà chị là mẹ của Quyết được bao nhiêu tuổi rồi, có nhớ không? Ông không nhớ? Hơn 30 à? Thế thì cũng ngang tầm cháu thôi. Thế thì nếu như mà tập trung làm ăn thì làm sao mà đến nỗi phải đi xin ông như thế này. Đúng không? Phải tự làm ăn được chứ. Suốt ngày ra dựa dẫm ông bây giờ đã gia đình đã không có cái gì rồi. Được các bác, các ông, các bà hỗ trợ được cái căn nhà. Bây giờ cũng đòi là mấy lần là cũng đòi ra để ở với cả ông. Nhưng mà cháu Khương không gặp lần nào các bác. Muốn chửi một mặt là vào mặt một trận nhưng mà toàn không gặp thôi. Thế lúc chúng cháu cũng ra chia sẻ mà không có được đồng tiền và làm nhà như thế này thì không thấy mặt mũi đâu cả. Bây giờ lại đòi ra để phá phách rồi lại đòi lợn như này, thực sự rất là bức xúc của bác. Bây giờ không biết làm nào cả. Thôi có ra thì ông cứ bảo là bây giờ là lợn là của cháu hết rồi. Có muốn lấy thì là khi nào đợi cháu Khương ra gặp cháu Khương mà lấy nhá. Đấy, bây giờ cứ để cứ bảo là của ông là bà ấy cứ lấy cái cứ ra để đòi lợn như này khó. Cũng không sao là đang là chị cũng chưa xem được những cái thước phim nghe mình chia sẻ đâu. Đấy, cũng mấy lần là cháu Khương cũng trực tiếp là nói lên trên kênh rồi. Bà vẫn mặt dày là mò ra đây để đòi con lợn. Bây giờ nó cũng phải to phết đấy lợn mình nhá nhờ. Vâng. Được chục cân chưa? Được ấy nhờ. Chưa đợt, được đâu. Đợt vừa rồi thịt một con để liên hoan tổng kết anh em thợ cũng khá là to rồi đấy, cũng phải tầm 7-8 cân đấy nhỉ. Vâng, phải tầm đấy. Tầm
Bây giờ là ông lấy thả hay là lấy nhốt? Lấy thả. Lấy thả. Thả là biết về không? Có. Ừ. Đợt vừa rồi là cả đàn là đi chắc là kiểu là mới sổng chuồng nữa, đi là không thấy về. Hôm đấy là ông là đi tìm quanh rừng luôn. May là còn biết về không à. Bây giờ đàn lợn của ông là không biết đi đâu. Thế thôi cố gắng thôi. Bây giờ là nhà có rồi. Đấy. Sắp xong rồi. Ông có vui không? Có vui khi mà có được ngồi trong nhà như thế này để nói chuyện với các cháu không? Vâng, có mà. Cảm ơn các cháu với mời ông bà giúp đỡ. Cũng là nhớ với ông bà với các anh em, anh chị thì nó thân bằng bố bằng mẹ của mình. Đấy là những người là mình không quen biết gì đâu. Vâng. Đấy. Đấy, đương nhiên là giúp thì nó cũng là thân bằng bố mẹ của mình. Đúng rồi. Vâng. Nhưng mà chỉ vui không thôi, có thấy sướng không? Có mà. Phải vui phải sướng chứ nhỉ. Trước đây là nếu như mà không có duyên với ông thì cháu với ông là không có duyên với nhau, thì cháu không gặp. Về hoàn cảnh của ông là đến thời điểm hiện tại là vẫn còn ở cái chỗ ngôi nhà sàn, có khả năng là đợt vừa rồi là cái cơn bão to với lại cơn mưa đá này. Khả năng là bây giờ là tan hoang rồi cái ngôi nhà. Right. Khá là siêu vẹo rồi. Bây giờ là có ngôi nhà như thế là chắc chắn rồi. Nếu mà kể cả mà ông còn có đủ sức khỏe là ông sẽ nuôi thêm ít lợn này. Ông đi cắt thêm cây thuốc xương khớp. Với cả là những cái bài thuốc nào mà ông chỉ được cho em Quyết thì là dày dần cho em Quyết. Hoặc là chăn nuôi những cái con vật như là lợn. Hoặc là ở đây chỉ có lợn thôi nhỉ. Lợn là nhiều thôi. Trồng thêm những cái củ sắn, củ khoai vào ở đây cho lợn ăn là ông cũng có thể là phát triển được kinh tế ở gia đình và có tiền, chứ không phải nghĩ về cái vấn đề gì nữa khác cả. Vâng. Yeah. Bây giờ con đi làm thuê cũng không được. Chú nghĩ thì nó ở nhà nuôi được con lần đấy. Đi mình anh em lấy con trâu về nuôi hai con cày bừ thôi. Mượn được không? Nuôi dõi được cái nhà, nuôi dõi để lấy phân để bón ấy. Như chú em Hưng Thuận là cũng nuôi dõi để lấy phân. Thế bây giờ là ví dụ như mình trồng những cây hoa màu là mình có phân để cho chuồng là cho vào bón là nó sẽ rất là tốt. Đấy. Chứ ở nhà không nên có cho mình đi em về rồi đó. Ở nhà không nên nó không cho. Bây giờ chắc là đi hỏi chắc là được. Rồi, ông xem là chỗ nào hỏi được thì ông cứ hỏi xem là. Nhưng mà mình phải chăm được nhá, không chăm được thì mang con vật người ta về nuôi thì cũng tội. Bữa no bữa nhịn là tội lắm. Con vật là cũng là những người con rất là tội, như con trâu là tội lắm ấy. Nuôi thêm một hai con chó nữa. Đây là phải nuôi chó, không là người ta cứ ra rình mò ấy. Giữa rừng ở đây là bây giờ là ông là độc quyền là một cái quả đồi, một cái nhà luôn, quá là đẹp luôn. Cái cảnh như thế này là anh cũng thích lắm. Trước nếu như mà đi làm nhà ở cái kia thì ông chỉ được một cái nhà thôi. Là không, xung quanh là không có đất ruộng gì để mà làm. Đấy, tiệm đây thì cháu Cương cũng xin quảng cáo một chút. Tại vì là đợt vừa rồi cháu có lấy thêm thuốc xương khớp của ông và mật ong khoái của ông là mang đi bán ở trên kênh. Hiện tại thì cũng còn một chút ít nữa. Cái mật ong là còn hình như là còn 4-5 chai gì đấy. Nếu như mà các bác mà muốn sử dụng những cái chai mật ong khoái rừng nguyên chất thì có thể là liên hệ với cháu Cương để ủng hộ ông dì có thêm được cái nguồn thu nhập, có thêm được cái kinh phí để lo cho em Quyết đi học. Còn ngoài ra thì bài thuốc của ông rất là tốt. Các bác lấy đi là hiện tại là các bác quay lại lấy rất là nhiều. Thuốc thì cháu nghĩ là cháu không cần phải bán nhiều nữa, tại vì các bác biết hết rồi. Thuốc xương khớp của ông uống ấy thì là các bác thấy đỡ nhiều là các bác quay lại mua rất là nhiều. Ông bây giờ trời nắng, nếu như mà ngày nào mà không bận mấy thì ông lại tiếp tục lên lấy mang ra đây để phơi nhá. Phơi để cháu mang đi bán hộ cho ông. Cái thuốc ông rất là tốt, cháu cũng bán, mong sao là những cái cây thuốc hoặc là những cái món đặc sản gì ở trên này thì cháu sẽ mang con bán ở trên kênh. Thì các bác muốn sử dụng thì có thể là liên hệ qua số điện thoại mà hiện tại cháu có ghi ở trên màn hình nhỏ ấy các bác. Là liên hệ với cháu Khương qua số điện thoại đấy, cũng như là Zalo, kết nối Zalo cũng được. Làm lúc là cháu Khương lên trên bản ấy thì là cũng không có sóng để mà các bác liên lạc được, thì các bác có thể là kết bạn hoặc là nhắn tin qua Zalo cho cháu, thì lúc cháu đi về là lúc đấy có mạng thì cháu sẽ nhắn lại với các bác, có thể là liên hệ lại với các bác sau. Bây giờ thì có lẽ cháu thì cái số
Bây giờ là cho em Hương ra là đo cửa là cũng đã xong rồi, thì tôi sẽ mang về để cân đối xem là cô có đồng ý với cái số tiền và làm cửa như thế này không. Nếu như mà đồng ý thì là cháu sẽ thông qua với cả em Hương là sẽ bắt đầu là tiến hành cắt ghép để cắt tại nhà và mang lên đây thì lắp thôi. Đấy, cửa đây là cái đầu tiên, còn sơn thì sẽ tính sau nếu như mà có đủ kinh phí, nếu như mà các bác hỗ trợ nữa. Còn bây giờ mình thiếu rất là nhiều nữa, còn đường điện còn chưa có này. Cái đường điện là quan trọng lắm, đường điện là kéo rất là xa, bây giờ là dùng chung thôi. Mấy hôm nay là khả năng là thêm một hai hôm nữa là người ta cắt điện, là ở đây là không có điện đâu. Cũng mong nếu như mà các bác mà hỗ trợ thêm ông gì thì cháu sẽ tiếp tục là nhận thêm cái phần đường dây điện nữa để kéo nốt cho ông. Đã giúp thì cũng mong sao là sẽ cháu Khương sẽ giúp được cho ông là hoàn thiện được tất cả để cho ông thời gian qua mà chúng cháu chưa đi chia sẻ thì ông đã thiệt thòi quá là nhiều rồi. Đấy, phải vợ con này không có. Đấy, vợ chết rồi, con thì bỏ đi theo người đàn ông khác, bây giờ là bỏ Quyết. Bây giờ ông là người là người nuôi Quyết lớn được bằng này mới được hưởng thụ được cái tuổi già như thế, và cũng mong là giúp được ông sẽ đầy đủ hơn thôi. Đấy, còn bây giờ thì cái nội dung thức phim đến đây thì cũng khá là dài rồi. Được như ngày hôm nay, được ngồi trong nhà như thế này là cũng là tất cả những cái tấm lòng của các bác gửi đến cho hai ông cháu, cũng như là tin tưởng bản thân cháu Khương thôi. Với được như cái ngày hôm nay thì cháu Khương cũng xin cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống các bác nhé. Còn bây giờ thì nội dung thức phim đến đây cũng khá là dài rồi. Cháu Khương xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Xin chào các bác.